bắn rồi. Chết rồi, ơi, chúng chúng tao. Đang lau nhà hả? Làm gì mà giận dai vậy? Tôi có nhiệm vụ phải nói chuyện với anh. Đậu bắp. Dạ. Con nói ai đó nhấc cái chân lên cho con lau nhà. Chú Dương siêu xạo nhấc cái chân lên cho con lau nhà kìa. Chú Dương siêu sao hả? Không phải chú Dương siêu xạo mới đúng. Tại vì á, chú Dương hết đau rồi mà còn giả bộ đau nữa. Vậy là xạo. Mà cô Hân nói con đúng không? Dạ không. Thiệt tình á, là chú Dương vẫn còn đau tay nhiều lắm. Bác sĩ nói chú Dương á là phải bó thêm mấy bữa nữa. Phiền phức quá, chú Dương mới vứt luôn. Như vậy đâu có tính là chú Dương nói xạo đâu. Con nói dài đó là chú Dương không có nói xạo. Con ơi. Ừ? Chú Dương đau thiệt á, chú không có đau giả đâu. Con nói với ai đó là cô không quan tâm. Con nói dài đó là chú Dương nói thiệt. Con ơi, chú nói thiệt á. Con nói dai đó là cô không cần biết. Con nói dai đó là... Thôi con bệt á, chú Dương tự nói. Đậu bắp. Nếu như ai đó làm con giận á, thì phải làm sao con mới hết giận? Chú ơi, mua thiệt nhiều bánh quế cho con. Chú đừng mua bánh quế cho con được hả? Con chơi siêu nhân tiếp đi. Nhưng mà cô ta đâu có thích bánh quế. Để tôi. Rớt đồ nè. Mình có nên bỏ bớt một số điều khoản trong hợp đồng không ta? Phải nghe điện thoại trong vòng 3 hồi chuông. Nếu không á, sẽ bị trừ lương. Một tuần dọn nhà một lần. Bỏ luôn. Bỏ luôn cái vụ không được phép đi vệ sinh khi mình đang ở nhà. Ủa, sao giảm bao nhiêu điều khoản trong hợp đồng rồi vậy mà còn chưa chịu hết giận nữa? Thời buổi vật giá leo thang, có nên tăng tiền lương giúp gì không ta? Nên. Vừa mở miệng rồi hả? Ai kêu anh bày trò bắt nạt tôi? Tôi xin lỗi. Không những á, điều khoản trong hợp đồng bị cắt mà còn phải tăng lương nữa. Xin lỗi là phải có thành ý. Không nói không được. Cũng được. Không được hả? Được. Ừ, vậy chốt ha. Đúng là được dơi rồi hai bà tiên. Mà thôi, thà vậy còn hơn im lặng cả ngày. Pha tôi đi nước cam đi. Không. Tôi tự pha được mà. Tôi pha nước cam ở đây. Xích qua một tí được không? Xích qua một tí, tôi thích đứng đây pha nước cam. Đừng thẳng thớm mình coi. Nè, lần sau á là con không được phép vừa ăn vừa coi phim hoạt hình chưa? Đâu phải xem phim hoạt hình đâu Tú, đạn chuột á. Đậu. Con chuột trong phim á. Cô Hân của con á
giờ này còn chưa thấy xuất hiện, gọi điện thoại cũng không nghe máy nữa. Chắc là chớ trò giận hờn gì đây. Linh thiệt chứ. Cô đang ở đâu? Đừng có nói là vừa tăng lương rồi làm biếng nha. Ừ. Cô Hân bị té trượt chân rồi. Vậy chú Trân qua thăm cô Hân đi. Đi làm gì? Chú Dương, con qua thăm cô Hân. Chú Dương. Chú Dương. Thôi ở nhà đi làm gì con. Chú Dương. Chú Dương. Chuẩn bị có vậy mà cũng nghỉ. Chứ không lẽ giờ tôi phải lò cò của nhà anh hả? Con ơi, con có sao không? Con không có sao hết á. Để mai cô qua chơi với đậu bắp nha. Dạ. Cô ở nhà mình hả? Ừ. Đạt đi học rồi. Sao lo vậy? Không thấy thằng Đạt ở nhà nên tôi hỏi thôi. Ủa, chứ không phải bên đó không có tôi trống vắng quá nên qua thăm hả? Bớt ảo tưởng đi. Chẳng qua đậu bắp nằng nặc là qua thăm cô thôi. Đậu bắp, ăn kẹo không? Cô lấy cho. Dạ. Chút nha. Chân bị dày rồi còn ham đi. Đi. Đi cho. Ê, mà trưa tôi nấu cơm cho Đạt á, hai chú cháu lại ăn không? Chân cẳng cô vậy mà nấu nướng gì? Thì đau chân chứ đâu có đau tay đâu. Vẫn làm được mà. Đâu có như ai kia. Để tôi nấu cho. Con nấu quá. Con qua đó chơi nha. Ừ, đi đi. Đây, để tôi. Gì nữa? Sao anh rửa được bể hết đồ cho tôi bỏ ra? Tôi không có gì ngoài điều kiện hết á. Bể cái nào, tôi đền cái đó. Ê, bây giờ nó bể là lỗi tại cô nha. Bỏ tay ra. Làm gì anh lo tôi quá vậy? Tôi sợ cái chân của cô á bị nặng hơn thôi. Lúc đó không có ai giữ đồ bắp. Con hay con không biết mình chơi vẽ tranh nha. Ừ, đây. Con thấy con vẽ đẹp không? Vẽ tiếp đi coi cô, con vẽ cái gì nè. Con ơi, con có cục gom không? Con vẽ lộn rồi. Gom hả? Cô có, để cô đi lấy cho. Dạ. Thôi để tôi lấy cho. Nhưng mà anh đang rửa chén mà. Rửa xong rồi nè. Để đâu? Cái bàn đó kìa. Mang kẹo quá nha. Gom lại đâu tôi không thấy. Trong bàn đó. Nhỏ quá vậy cũng. Nhắn kia. Sừng. Con gì mới có sừng? Dạ con cháu. Bây giờ đồ bắp đi về nha, mai cô qua chơi với con nha. Dạ, con ở đây con Hân. Thôi, hai chú cháu tôi về á. Bớt đi lại, cho cái chân nó mau khỏe á. Nói 10 lần luôn á, lo cái gì mà lo dữ. Tôi lo không ai giữ đồ bắp thôi, không có lo cho cô. Tôi biết rồi, con người anh thì lo được cho ai chứ. Coi Út Bần là với cái gì? Út Bần là một cô gái nghèo khổ như cái tên của cổ vậy.
Ước mơ cứ gọi là được làm con chim trong chuyện cây khế chợ đi lấy vàng. Vào sinh nhật thứ 18, một bất ngờ xuất hiện để thực hiện lời hứa của Út Bần. Nhưng do sự cố kỹ thuật thay vì rớt lên lưng của chú chim trong cây khế, Út Bần thấy mình đang bị con đại bàng trong chuyện thật xanh bắt đi. Chị chàm rồi chứ. Tiếp tục ba rồi sao? Tay được nửa đường, đại bàng phát hiện Út Bần không phải là công chúa. Bực tức thả Út Bần xuống đảo hoang luôn. Con đại bàng nha. Tại đảo hoang, Út Bần gặp Mai An Tim. Nhờ hạt dưa hấu còn dính trong răng, Út Bần giúp Mai An Tim trồng ra quả mới. Ủa? Sao mới có hai chương mà hết rồi ta? Đang hay mà. Đọc comment coi sao. Tôi nghĩ con chim sẽ đến chở Út Bần đi lấy vàng. Còn tôi lại nghĩ Út Bần phải tìm cách thoát ra khỏi đảo hoang. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây. Đang hóng chương 3. Tôi lại nghĩ khác. Út Bần sẽ hóa gian thần Kim Quy trên con đường đem nỏ thần tới cho An Dương Vương.